Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 14 đến câu 23. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói: tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, ma quỷ luôn tìm cách phá hoại chương trình của Thiên Chúa. Ma quỷ dữ tiếp tục chống phá Thiên Chúa qua những người lãnh đạo Do Thái giáo khi họ trở thành tay sai cho chúng. Lời họ nói, Đức Giêsu nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ là nhằm bôi nhọ quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Quỷ dữ đã lợi dụng lòng ghen tị, ganh ghét, đố kỵ cách cố chấp mù quáng của các kinh sư và pha-ri-siêu đối với Đức Giêsu để khiến các ông tiếp tay cho chúng phá hoại chương trình của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Tin mừng hôm nay là một bài học lớn cho đời sống gia đình và cộng đoàn chúng ta. Nếu không tỉnh táo, ta cũng sẽ như các kinh sư, pha-ri-siêu để quỷ dữ làm cho mù quáng do ghen tị, ganh ghét, đố kỵ mà chống lại những người tốt trong gia đình, cộng đoàn và như vậy cũng chống lại Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sáng suốt nhận ra những mưu mô quỷ quyệt của thần dữ, nhất là đừng để chúng làm cho mù quáng do ghen tị, ganh ghét, đố kỵ mà vô tình bị trở thành tay sai của chúng.